Hương vị độc đáo, xíu mại sốt cà chua. Bạn đã từng thử món ăn nào khiến bạn không thể rời mắt khỏi đĩa? Để thỏa mãn vị giác và cảm nhận niềm vui của ẩm thực, món xíu mại sốt cà chua chính là bí quyết đầy hấp dẫn và hài hước mà bạn không nên bỏ qua. Xíu mại sốt cà chua là một món ăn truyền thống có nguồn gốc từ miền Nam Á, nổi tiếng với hương vị đậm đà, sự béo ngậy của thịt và hương thơm của sốt cà chua. Sự kết hợp hoàn hảo, hòa quyện giữa hương vị đặc trưng của thịt và hương vị đặc biệt của sốt cà chua tạo nên một món ăn hấp dẫn và lôi cuốn. Bạn đã từng tham gia vào một cuộc phiêu lưu ẩm thực đầy mạo hiểm chưa? Nếu chưa, thì hãy chuẩn bị tinh thần cho một chuyến hành trình đầy hấp dẫn và hài hước cùng món xíu mại sốt cà chua. Đây không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một trải nghiệm tuyệt vời cho cả vị giác và tinh thần. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 500g thịt heo xay khoảng 2 đĩa mua tại siêu thị, 6 quả cà chua chẻ 4 góc đem luộc xong bóc vỏ thái miếng vừa để vào cối xay nhuyễn, 1 củ sắn gọt vỏ, rửa sạch để ráo, bào sợi nhỏ, 1 ổ bánh mì nướng lấy da thay thế bột mì làm chút kết dính để trộn chung với thịt xay, 5 tép tỏi băm nhuyễn, hành lá 1 phần cắt khúc 1 phần cùng ngò rí băm nhuyễn, dầu olive, tiêu đen, muối hồng, đường nâu và gia vị khác theo khẩu vị gia đình. Chuẩn bị xíu mại, trộn thịt đã xay nhuyễn với gia vị, củ sắn bào sợi, da bánh mì và hành ngò băm nhuyễn. Sau đó tạo hình thành viên tròn hoặc hình oval, để vào khay hầm khoảng 20 phút cho đến khi xíu mại chín vàng nhạt. Làm sốt cà chua, xào hành tỏi, sau đó thêm cà chua và gia vị để nấu cho sốt cà chua sánh và thơm ngon. Tiếp tục cho xíu mại vào nồi sốt, đun lửa nhỏ khoảng 8 phút cho xíu mại ngấm sốt cà chua. Thế là ta đã hoàn thành món xíu mại sốt cà chua. Thưởng thức, đặt xíu mại lên đĩa và rưới sốt cà chua lên trên, trang trí bằng một ít hành lá, ngò rí và ớt đỏ. Xíu mại sốt cà chua thường được thưởng thức nóng ấm, kèm theo cơm trắng hoặc bánh mì nướng. Xíu mại sốt cà chua là một món ăn truyền thống đầy hấp dẫn và ngon miệng, mang lại cho bạn và gia đình một trải nghiệm ẩm thực đặc biệt. Đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món ăn đặc biệt này nha.